các bạn chịu khó nhìn con diều nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xỏ vô cho nó quay nha. Rồi chịu khó nhìn con diều giùm tôi nha. Sợ nó lắc. Ồ nó quay rồi. Rồi gối luôn rồi. Rồi đứt luôn rồi. Ê. Rồi xong, xong đứt cùng dây luôn rồi các bạn ơi. Rồi nó rớt rồi. Rồi xong luôn rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục thả diều giấy nữa các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, con diều trái tim đó các bạn. Đây, con diều trái tim nè các bạn. Đó, cái đuôi nó là đuôi mắt xích nha các bạn. Đó. Đuôi này là 4 mét lận đó các bạn. Đó, trái tim mặt cười nha các bạn. Đuôi vàng xanh, xanh nước biển, xanh lá cây, màu đỏ gì tùm lum luôn nè các bạn. Không biết nó bay được không nữa nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành cột dây vô rồi thả thử nó bay được không nha các bạn. Đó, thả bằng chỉ nha các bạn. Dây còn quá trời luôn các bạn ơi. Bây giờ mình thả dây ra thêm nữa nha. Thả dây ra nhiều nữa thử nó bay như thế nào nha các bạn. Có khi nào mà bay lên cao gió mạnh quá nó đứt dây luôn không. Đang cho rớt. Rồi lật. Rồi gì vậy? Lật úp nhiều luôn rồi các bạn ơi. Ơi, con vui nha. Đó, lên lại rồi các bạn ơi. Hết hồn. Tại thả dây ra dài quá, nhiều quá các bạn, nó bị lật đó các bạn. Đó. Đang thả dây ra thêm nữa các bạn ơi. Đó, lên cao quá trời luôn rồi các bạn. À, con mắt mình dán giấy màu trắng mà lên trên cao đó các bạn, nắng nó chiếu hình như nhìn như màu vàng vậy đó, các bạn. Đó. Các bạn thấy mắt với miệng rõ không các bạn?
dạng như rắn luôn các bạn. Rắn nuôi chuồng. Quá và nhỏ luôn rồi các bạn ơi. Đó, bay lên trên cao đầm quá trời luôn các bạn. Mình đang thả dây ra thêm nữa nè. Ui. Quá đã luôn các bạn ơi. Lát chắc hết thấy nhiều luôn á các bạn. Nó xíu luôn rồi. Nhìn hết ra con nhiều luôn rồi các bạn ơi. Thả dây ra thêm nữa nha, cho nó bay, cho nó bay lúc trên cao luôn nha các bạn. Đó. Quá là nhỏ luôn rồi. Đó, gần hết thấy nhiều luôn rồi các bạn. Nó gần nhiều đây nè các bạn. Rồi mà gà nó quay tay mình luôn rồi. Xíu các bạn. Quá dày đầm luôn các bạn ơi. Dây còn nhóc luôn nè các bạn. Thả nữa chắc lát quay hết thấy nhiều luôn. Vậy mình thả dây đầm này thôi nha các bạn. Đó. Quá dày đầm luôn. Đó, các bạn thấy không? Quay quá dày đầm luôn á các bạn. Mình zoom lại cho các bạn xem cho rõ nha. Đó. Đó, các bạn thấy mắt cái miệng không các bạn? Đó, quá trời nằm luôn. Bay đứng luôn rồi các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Nhìn nhỏ xíu luôn rồi. Này như con gì vậy chứ hết giống con diều rồi các bạn ơi. Đó, quá đã luôn. Bây giờ nhỏ xíu luôn rồi nè các bạn. Mình thả dây thêm á các bạn. Đó. Quá là nhỏ luôn rồi nè. Bây giờ mình sẽ xỏ cái cây này vô quần chỉ rồi mình thả cho nó hết luôn nha. Cho một lát cho nó bay được tới đâu thì nó bay nha các bạn. Rồi hết thấy nhiều luôn rồi các bạn ơi. Đó. Rồi bây giờ mình thả nha các bạn. Các bạn chịu khó nhìn con diều nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xỏ vô cho nó quay nha. Rồi chịu khó nhìn con diều giùm tôi nha. Sợ nó lắc. Ô nó quay à. Rồi gói luôn rồi. Gói đứt luôn. Rồi ơi. Rồi xong, xong. Đứt cùng dây luôn rồi các bạn ơi. Rồi nó rớt kìa. Rồi xong luôn rồi. Không biết bay tới đâu luôn rồi. Đó đó, trắng trắng đó các bạn. Đó đó. Rồi xong luôn, mất con diều luôn rồi. Nè nó đang rớt nè các bạn. Nó đang lộn lộn đó. Xong luôn. Rồi. Quá dày xa luôn rồi. Nó còn đang rớt kìa các bạn. Xong mất con diều luôn rồi các bạn ơi. Rồi xong luôn. Rồi, bye bye mày luôn nha. Mình cũng kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.